Một trong những thứ mà khách hàng thường rất quan tâm khi tham gia tiết kiệm thông qua bảo hiểm nhân thọ đó là mình gửi tiền vào bảo hiểm. Thì liệu là gửi lâu như vậy, 15 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm, thì liệu tiền mình có bị mất giá hay không? Thì Toàn xin chia sẻ thế này thưa quý anh Việt. Cái chuyện mà tiền mất giá thì trên thế giới này quốc gia nào cũng vậy, đã nói đến tiền là họ có đến tiền là có mất giá. Thậm chí quốc gia hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ thì cũng có những lúc tiền họ cũng bị mất giá. Châu Âu cũng thế. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói là ai nên khôn thì không khốn một lần. Cho nên là trong quá trình phát triển của quốc gia thì kiểu gì nó cũng sẽ có những giai đoạn như vậy. Ở Việt Nam mình cũng thế thôi. Tuy nhiên các nước đó thì bây giờ người ta phát triển lên đỉnh mực cao rồi. Cái sự phát triển kinh tế của họ một năm được 1, 2 hoặc 3% thôi. Chính vì vậy mà tỷ lệ cái đồng tiền họ mất giá nó cũng thấp hơn mình nhiều lắm. Mình thì một năm phát triển 5, 6, 7%, tất nhiên đồng tiền mình cũng lạm phát mất giá cũng 4, 5%. Cũng có những lúc mà trong 6 tháng một năm đồng tiền mình mất giá 10, 12, 15%. Sau đó chính phủ cũng kiểm soát được và nó đưa lại giá trị bình thường. Nói như vậy để mọi người hiểu rằng là gì? Tiền quốc gia nào cũng mất giá, thời điểm nào nó cũng có mức giá, mức giá ít hay là nhiều mà thôi. Thường thì người ta sẽ công bố chỉ số từ mức giá thông qua cái CPI là chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng. Thì một năm người ta sẽ tổng kết lại một lần, người ta cho thấy là năm đó thì cái chỉ số hàng tiêu dùng tăng nó bao nhiêu, ít hay là nhiều. Nói có nghĩa vậy, có nghĩa là cái chuyện mức giá lạm phát rồi thì năm cũng có một lần thôi, là chuyện nó chuyện chắc chắn rồi, phải không kiểm soát được. Những người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Phúc, ông cũng không kiểm soát được và ông không muốn điều đó, là chắc chắn không muốn. Cho nên là chính phủ của họ cũng có những cái kiểm soát nhất định của họ. Cho nên nói đến tiền, chúng ta phải chấp nhận cái chuyện mức giá năm mức một tí chẳng sao cả đâu. Còn sức khỏe thì sao? Nói thế nếu mà nói sợ tiền mất giá thì liệu rằng là gì? Tiền mất giá một năm lần và mất sức khỏe, anh chị sợ cái nào mất giá cái nào hơn? Sức khỏe càng lớn tuổi càng già đi, sức khỏe càng yếu. Hàng ngày phải đi làm thì mình mài sức khỏe ra để có thu nhập. Vì mình hàng ngày đi làm là sức khỏe mình mất. Nhưng mà giá như cuộc đời này nó theo quy luật sinh lão bệnh tử, nó mất đi từ từ, đến 90 tuổi chúng ta nhắm mắt tắt thở. Chuyện đó mọi chuyện nó trở nên dễ, đơn giản. Nhưng mà cuộc đời này nó đâu cho phép như vậy đâu. Mức giá đối với bảo hiểm về sức khỏe, gãy ba cái xương sườn, đó là ảnh hưởng sức khỏe cả 2%, 2% cũng 1 tỷ, 20 triệu. Gãy cái tay trả 3%, ảnh hưởng đến sức khỏe trả 3%, 3% 1 tỷ là 30 triệu. Và tất nhiên nó vỡ xương sọ thế hả? 10% ảnh hưởng đến sức khỏe trả 10%. Thì tóm lại thì tham gia bảo hiểm, mức sức khỏe tổn thương hàng đầu mà trả bấy nhiêu. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất đó là gì? Đối với sức khỏe mức giá có một lần thôi, thì nhiều khi chúng ta mất hết nhiều cơ hội. Lấy ví dụ ở xóm ta chẳng hạn, có một cái bạn thanh niên cao to đẹp trai, đi vừa mới tốt nghiệp đại học xong được 1-2 năm rồi đi làm, buổi tối về tông đống đá, sau đó em nó bị chấn thương sọ não. Thì đó, qua một cái vụ như vậy thôi thì gia đình mất 500 triệu chạy chữa trong vòng một năm. Bây giờ cậu giống như một đứa trẻ thơ thôi, hàng ngày ra chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, nó không làm được việc gì hết nữa và bố mẹ có trách nhiệm lo cho cậu. Anh chị thấy không? Chỉ có một lần mức giá về sức khỏe thôi,
là chúng ta đã mất hết tất cả rồi. Nên đừng có lo cái chuyện là tiền mất giá, mà lo là nếu mà mình mất sức khỏe đi thì lấy đâu để có thu nhập. Và bảo hiểm nhân thọ là một cái công cụ để rồi bảo vệ thu nhập, khi không còn sức khỏe nữa thì mình vẫn có thu nhập để ít nhất tự lo cho bản thân mình, không phụ thuộc vào người khác. Nếu video clip này hay, cho tao một like, nhớ chia sẻ cho mọi người để là công việc chúng ta đã vất vả hơn. Nhớ đăng ký kênh của Toàn để rồi nhận được những video clip tiếp theo. Xin chào các bạn.